Đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì đây mình có keo dán, mình sử dụng là súng bắn keo, keo nến nha. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể sử dụng bằng các loại keo khác như hồ dán, băng dính, có thể dính được giấy lên được nhé. Mình có một cây bút chì này, một chiếc compa này, một cây kéo này, một cây thước kẻ này, những cái cây bút màu nước như thế này. Và về nguyên liệu thì ở đây mình có hai tờ giấy màu, mình có màu tím, màu xanh và màu hồng nha. Bây giờ mình sẽ đi gặp cái tờ giấy màu tím này trước. Đối với cái tờ giấy màu tím này, bây giờ mình sẽ gặp đôi nó lại. Sau đó mình sẽ dùng bút chì để vẽ cái huyền điện sóng trang trí cho cái tấm thiệp nha. Rồi mình sẽ cắt nó ra. Giờ mình sẽ dùng cái bút để mình vẽ cái viền nha. Tô lại cái viền nhỏ đậm nha. Tiếp một hình lượn sóng nữa, nữa song song giữa hai cái này nha. Bây giờ mình sẽ đi làm bông hoa bằng cái tờ giấy màu hồng nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cắt ra những ô vuông. Hãy
giờ mình sẽ cắt thành những hình vuông. Cái tiếp theo này. Bây giờ mình sẽ gặp nó lại nha. Các bạn sẽ gặp hết nó lại như này cho mình. Như vậy là mình đã được một cái rồi này. Cái thứ hai nha. Cái thứ ba này. Cái thứ tư này. Cái thứ năm nha. Cái thứ sáu nha. Cái thứ bảy này. Cái thứ tám.